trong giai đoạn này thì hầu hết các mẹ bắt đầu hết những hiện tượng ốm nghén rồi. Các mẹ sẽ quay trở về với những khẩu vị bình thường của mình rồi đấy. Vươn tay phải hướng lên, tay sẽ áp vào tai và các mẹ xoay mặt hướng lên cao. Cuộn nhẹ cái vùng lưng để mình nâng dần lên. Và thở ra thì lại chìm xuống, cứ mềm vùng vai ra. Mình sẽ vươn dài cổ để khu vực cổ vai gáy có năng lượng được lưu thông. Và mình giữ ở đây, hít sâu thở đều, vươn tay phải về trước này. Và hít vào ấn gối trái xuống dưới sàn nhà. Ốp lòng bàn chân phải, các mẹ nâng hông và đẩy ức lên.